Chào mừng bạn đến với kênh youtube của thầy Nguyễn Văn Quyền. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp cánh bướm để chia một phân số cho một phân số khác. Hãy bắt đầu với ví dụ sau. Phép tính của chúng ta là 3 phần 7 chia cho 2 phần 5. Bây giờ, chúng ta sẽ vẽ hai hình elip ở đây như thế này. Một là màu xanh và một là màu đỏ. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tính tích của hình elip màu xanh ở đây. 3 x 5 bằng 15 và đây chính là tử số của kết quả. Với mẫu số, đó chính là tích của hình elip màu đỏ, và chúng ta có 7 x 2 bằng 14. Vậy, kết quả của phép tính 3 phần 7 chia cho 2 phần 5 là 15 phần 14. Hãy thử nghiệm cách này với những phép tính khác để hiểu hơn về nó nhé. Và sau đó, để lại kết quả ở phần bình luận của bạn ở phía dưới khi đã hiểu được cách thức này. Hy vọng video này là hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều đừng quên bấm like và theo dõi để cập nhật những video mới nhất của thầy quyền nhé